Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Trần Siêu Tâm của mình. Gặp lại các bạn trong lòng cảm là vui. Và ngày hôm nay thì mình xin mang những kiến thức mình biết được trong khoảng thời gian làm YouTube để trải lòng chia sẻ tất cả các bạn cùng biết nha. Và chủ đề ngày hôm nay mà Trần Siêu Tâm muốn mang đến cho tất cả các bạn đó chính là kiểm tra đối phương là ai và kiểm tra được cái thẻ tác của đối phương đặt là như thế nào để các bạn làm YouTube nhanh chóng được phát triển kênh và nhanh chóng được đề xuất nha. Thì người ta thường nói rằng biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Thì các bạn thấy những kênh lớn, ví dụ như rằng là Thơ Nguyễn 1977 Vlog, thì làm sao mà ta phát triển kênh rất là lẹ như thế? Thì nhiều khi các bạn chỉ thấy được cái bề ngoài, là chỉ thấy được tiêu đề và phần mô tả, còn nội dung thẻ tác và network bảo hộ các bạn không thể nào các bạn biết được. Thì khi mà các bạn biết được những cái thẻ tác người ta đặt bên trong như thế nào, thì các bạn nhanh chóng chiếm được từ khóa như vậy và các bạn phát triển kênh rất là nhanh chóng trên cái nền thẻ tác của người ta. Nghe tất cả các bạn nha. Và ngày hôm nay thì Trần Siêu Tâm xin chỉ cho tất cả các bạn là cái kỹ thuật nâng cao dành cho những bạn mà đã làm YouTube rất là lâu. Còn các bạn mà mới làm YouTube thì có thể tham khảo video này để mà tìm hiểu nha tất cả các bạn nha. Thì đây là cái video mình chia sẻ cũng là những cái bí mật nhỏ mà không phải bất cứ kênh nào cũng chia sẻ tất cả các bạn. Và bây giờ các bạn muốn biết được đối thủ mình là ai và biết được đối thủ đang trong network nào và đối thủ sử dụng thẻ tác nào ngay trên thiết bị điện thoại của các bạn, thì các bạn hãy nhìn vào màn hình và xem đó là gì cho tất cả các bạn nha. Mời bạn nhìn màn hình nè. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cùng biết nha. Thì đầu tiên là các bạn hãy vào trình duyệt quét Google Chrome cho mình. Và sau khi các bạn bấm vào Google Chrome á, thì sẽ đưa các bạn vào một trang web như thế này. Thì cái đường link trang web này á, thì mình để ngay cái phần mô tả video để cho các bạn bấm vào đường link thì sẽ đưa các bạn vào cái trang web như thế này. Thì đây là trang web chuyên về kiểm tra những cái kênh lớn đang bên trong network nào, những kênh lớn đang sử dụng từ khóa nào để sell lên top thì các bạn sẽ biết được. Và các bạn dựa theo những kênh lớn đó sell từ khóa nào, các bạn làm theo như vậy thì cái khả năng mà các bạn nhanh chóng được ăn đề xuất thì sẽ rất là cao nha tất cả các bạn nha. Thì các bạn làm một video thì sẽ không có nhanh chóng ăn đề xuất, nhưng các bạn làm liên tục những video cùng một chủ đề và bạn làm xuyên suốt như vậy, cộng với cái cách mà các bạn đã biết được đối thủ của các bạn, những cái kênh lớn đang sử dụng thẻ tác như thế nào để sell từ khóa, thì mình tin chắc rằng các bạn sẽ nhanh chóng phát triển kênh của các bạn rất là lẹ khi các bạn biết được đối thủ của các bạn là ai. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn một cái thủ thuật đó nha. Các bạn bấm vào YouTube. Rồi bây giờ các bạn chọn cái kênh mà các bạn muốn kiểm tra người ta đang trong network nào, cũng như video của người ta đang sell từ khóa như thế nào, thẻ tác người ta đặt ra sao để mà người ta nhanh chóng ăn đề xuất như vậy. Ví dụ như mình chọn cái kênh là 1977 Vlog, thì các bạn không còn xa lạ gì với cái kênh 1977 Vlog này, đúng không các bạn? Mới có một tháng thôi là người ta đã đạt được 1,3 triệu người đăng ký rồi thưa các bạn. Thì các bạn muốn biết người ta đang trong network nào, người ta đang sử dụng thẻ tác như thế nào, từ khóa như thế nào để người ta sell video người ta lên top nhanh như vậy, thì ngày hôm nay mình sẽ chỉ với tất cả các bạn nha. Thì các bạn bấm vào ba chấm này nè, các bạn bấm vào chia sẻ, các bạn bấm vào sao chép liên kết và các bạn thoát ra, bấm nút home các bạn thoát ra và các bạn vào lại trình duyệt quét Google Chrome cho mình. Thì cái trang web hồi nãy này các bạn nè, các bạn dán cái đường link nó vào đây nha, các bạn dán đường link nó vào đây và các bạn xóa từ cái dấu xuyệt này nè các bạn, từ cái dấu xuyệt này các bạn xóa hết, chừa đúng cái ID lại thôi. Và các bạn bấm vào lấy video. Thì ở đây nó sẽ hiện ra tất cả thông tin mà cái video này đang sở hữu. Ví dụ như rằng là cái lượng view là 5 triệu, cái lượng like là 340.000, lượt đích like là 2.959, tin nhắn là 31.000. Và đây là video của 1977 Vlog. Thì đây là nội dung thẻ tác người ta đang đặt, các bạn chú ý nha. Các bạn chú ý cái phần này. Đây là nội dung thẻ tác của người ta đang đặt. Các bạn coi thử người ta đặt như thế nào, trình tự sắp xếp ra sao thì các bạn đặt như vậy. Các bạn chú ý, các bạn không được đặt cái từ khóa độc quyền của kênh của người ta nha tất cả các bạn nha. Đây là từ khóa 1977 Vlog 1977, thì các bạn không được sử dụng từ khóa này bên trong cái phần mô tả video cũng như là bên trong cái thẻ tác. Như vậy là sẽ vi phạm và các bạn sẽ bị xì bam nha tất cả các bạn nha. Đây là nội dung bị xì bam nha. Các bạn chỉ được sử dụng những từ khóa mà không có bản quyền. Ví dụ như là sống mòn nè, nam cao chế nè, phim hài mới nhất nè, ông giáo nè, giáo án lửa thiên nè. Những cái từ này là không có bản quyền nha tất cả các bạn nha.
Còn những cái từ 1977 Vlog và 1977, đây là tên kênh của người ta thì các bạn tuyệt đối không được sử dụng. Ví dụ như các bạn muốn sử dụng cái từ là giáo án lửa thiên này, các bạn phối hợp cho nó có vần với cái thẻ tag của các bạn thì như vậy là hợp lệ nha tất cả các bạn nha. Và bây giờ các bạn kéo thẳng xuống dưới, các bạn sẽ thấy toàn bộ nội dung còn lại của người ta. Kênh 1977 Vlog, trạng thái kiếm tiền đã được bật, network đang tham gia là mê túp network, thể loại đang chọn là blog, ngôn ngữ đang sử dụng là ý lịch tiếng Anh, kênh đang hướng ra nước ngoài nha tất cả các bạn. Thì bây giờ làm YouTube thì ai cũng muốn hướng ra nước ngoài để kiếm tiền nhiều, chứ ở Việt Nam thì view thì nhiều mà tiền thì chẳng được bao nhiêu nha tất cả các bạn. Và bây giờ mình thử kiểm tra một cái kênh chưa được bật tính năng kiếm tiền thì như thế nào tất cả các bạn. Thì mình cũng vào YouTube nè, thì mình sẽ chọn thử một cái kênh là cái kênh đầu tiên đi, làm phim nghiệp dư đi. Mình chọn thử, mình cũng nhấn vào chia sẻ, mình sao chép liên kết, rồi mình bấm phím home thoát ra, mình vào lại trình duyệt quét Google Chrome, rồi mình cũng dán cái đường link vào đây và mình sẽ xóa từ dấu xuyệt xóa đi, chừa đúng ID lại thôi, và mình bấm vào lấy video. Thì khi mình bấm vào lấy video mình sẽ thấy được rằng đây là 74.000 view nè, like là 1.000 mấy nè, dislike là 50 nè, và đây là nội dung của người ta nha, và đây là mô tả, và đây là thẻ tag người ta đặt, và đây là cái kênh của làm phim nghiệp dư. Thì các bạn thấy nè, cái trạng thái kiếm tiền đã tắt nè, chưa bật kiếm tiền nha tất cả các bạn. Ngôn ngữ chọn là Việt Nam, kênh này hướng ra Việt Nam chứ không phải hướng ra nước ngoài. Còn cái kênh 1977 Vlog hồi nãy là người ta đang làm đúng, người ta đang hướng ra nước ngoài xem để người ta kiếm view tiền cao hơn nha tất cả các bạn nha. Còn view Việt Nam thì tiền rất là ít. Mình vào lại YouTube nè, mình kiểm tra thử cái kênh của mình cho tất cả các bạn xem, coi kênh mình hiện tại đang trong network nào nha tất cả các bạn. Mình bấm vào kênh mình nè, rồi mình chọn một cái video nha, mình cũng chia sẻ nè, sao chép liên kết nè, mình thoát ra, mình vào lại Google Chrome nè, và mình dán cái đường link mình vừa chọn hồi nãy nè, mình dán đường link video kênh của mình nè vào đây nè, mình xóa từ dấu sượt xóa đi nè, mình lấy thông tin video nè. Thì đây kết quả cho ra và sẽ ra thông tin nè, view của mình là 200 mấy chục ngàn nha tất cả các bạn nha, like của mình là gần 8.000 nha, và lượng không thích là 326 nha, và số lượng comment là 3.000 mấy nha, và đây là video của mình nè, và đây là nội dung mình đặt bên trong thẻ tag nè các bạn ha. Ha, các bạn thấy không, ngắn gọn các bạn ha, đây là nội dung mình đặt bên trong thẻ tag của mình nha tất cả các bạn. Trần Sĩ Tâm Vlog, Trần Sĩ Tâm. Đây là một cái video mà cách đây mấy tháng trước các bạn áp dụng rất là thành công nha tất cả các bạn nha. Nè, mình ghi rất là ngắn gọn luôn, không ghi dài dòng nha tất cả các bạn nha. Ghi rất là ngắn gọn, ghi theo tiêu đề, vậy là xong. Đối với mình chỉ làm ngắn gọn vậy thôi. Và đây là tên kênh của mình, Trần Sĩ Tâm Official. Và trạng thái kiếm tiền của mình là bật nha tất cả các bạn nha. Network mình đang tham gia là Ben Bessel, network lớn thứ 6 của nước Mỹ nha tất cả các bạn nha. Và nội dung là hướng ra nước ngoài, kênh ngôn ngữ là tiếng Anh nha tất cả các bạn nha. Thì ngày hôm nay mình biết những gì là mình chia sẻ toàn bộ tất cả các bạn hết. Thì nãy giờ mình cũng đã mang hết những kiến thức mình biết được trong khoảng thời gian làm YouTube để trải lòng chia sẻ tất cả các bạn cùng biết qua chủ đề chính là kiểm tra đối phương mình là ai. Mình xin dừng cái video tại đây. Mình kính chúc các bạn là luôn luôn hạnh phúc và thành công cuộc sống. Những điều tốt đẹp nhất sẽ luôn dành tặng tất cả các bạn. Và ngày hôm nay mình thật sự may mắn và vinh hạnh khi được các bạn quan tâm và yêu mến. Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha.